tôi chưa test thì làm sao gọi là tôi hiện tại tôi mới mở đây là kèo thứ hai thôi, nên tôi chưa thể khẳng định với các bạn rằng là chơi cái sự kiện này nó có lãi hay không. A few moments later. Alo? Alo? Garena nghe rõ trả lời. Tại sao người ta chơi 150 vòng mà người ta không ra một con cầu thủ nào trên 500 triệu như vậy? Mở nó chưa ra một cái gì hình thù hết gì luôn ấy. Này, khác gì gắp gấu không? Chia sẻ luôn cái ấn tượng đầu tiên khi tôi nhìn thấy cái form của cái sự kiện này ấy, thì tôi bảo mẹ như kiểu là mẹ đi gắp gấu vậy. Gấu đây là icon không nhá. Sáng nay mình vừa đi khám xong. Hôm qua mình có kêu mọi người là mình bị đau đầu ấy. Nhưng mà sau một hồi tham khảo thì hình như là do cái răng khôn của tôi. Và tôi còn đi chụp và đờ mờ nó chọc ngay cái chéo một phát lên cái răng bên cạnh. Răng ngu vãi lìn. Không hiểu luôn. Nhìn này. Nhìn nó có muốn ghét, có muốn giết nó không chứ. Xong rồi tôi đi khám thì người ta bảo là phải 3 ngày nữa. Có nghĩa là 3 ngày nữa là tôi sẽ off stream đấy các ông ạ. Các ông hiểu không? Đéo hiểu tại sao mày được gọi là răng khôn luôn. Nhìn mày mọc có nó ngu không chứ. Đéo hiểu luôn. Cay đó chịu được luôn ấy. Rồi. A few moments later. Thì trong này quà được nhận là gì? Đây. Chỉ định 11 tỷ 90 cộng. Ủa. Từ cộng 2 đến cộng à từ cộng 3 đến cộng 5. Anh Tín làm clip tổng hợp mà. Cảm ơn Martin nhá. Đây, quà đây nhá. Bây giờ mình sẽ quay 50 lần. Mẹ không được dọa tôi nữa. Trời ơi. Toàn 50 triệu 90 vậy. 93 93 89 90 94. Rồi. Còn gì nữa không? Ui, cảm ơn các. Ui. Ui. Mẹ, đầu tháng đằng carrot nó donate tôi 500.000 bên Momo. Đầu tháng may mắn anh nhớ. Ui. Sao nay mẹ nay vui tính em. Hơi căng nha. Mẹ đưa đầu tháng nó phải làm anh mẹ hốt cả hền như vậy vậy. Trời ơi, mẹ người ta dùng iPhone 11 nửa tháng rồi bây giờ còn cứ iPhone 11. Đéo hiểu kiểu gì luôn ạ. Cái gì đây? Siêu phẩm 20 tỷ à trong top 10 đúng không? Tôi nói thật với các ông là hôm qua nay tôi chưa ngủ đâu. Sáng nay tôi làm clip đến sáng nhá. Vậy các ông biết rồi, các ông biết mà cứ khi nào mà có clip sáng là auto tôi thức đêm tôi làm luôn. Tại vì tôi sợ là tôi đi khám nó bị muộn. Thế là tôi lên tôi xuống dưới. Ngay dưới sảnh nhà tôi nó cũng có cái chỗ khám răng, mổ răng luôn mà. 442. Thế là đi khám luôn, khám bây giờ về vừa mở cái trang web ra đã thấy mẹ gắp gấu ép nó 4 rồi. Trời ơi, nhanh vãi trưởng luôn. Ôi, các ông ơi, tôi nãy giờ tôi mở chưa được 1 tỷ này. Vai trưởng nhỉ, được đúng con da 1442. Số 17, Hà Lan, Daily Berlin. Berlin thì cộng thêm được 1 tỷ đấy, 600 với 400 1 tỷ này. Online đi. Khả năng cao tôi sẽ bán ngay không ạ? Senasi rồi, và tổng kết 500k của tôi được 1 tỷ. Đấy, 1 tỷ. Cộng với lại tiền tươi thóc thật thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm tỷ rưỡi đi. Thì tôi phải tính cả tiền tôi mua bán cầu thủ nữa chứ. Đây, bây giờ tôi mới đến kèo tôi đến kèo 150 vòng. Đấy, 50, 150, xong rồi 300. Tôi chưa test thì làm sao gọi là tôi hiện tại tôi mới mở đây là kèo thứ hai thôi, nên tôi chưa thể khẳng định với các bạn rằng là chơi cái sự kiện này nó có lãi hay không. Tôi review thực tế lắm. Cảm thấy cái nào mà chơi được. Đấy, 5 lít đấy các ông nhìn đấy. Lãi được có hơn tỷ thì các ông có lên chơi không? Mặc dù tôi đang được nhận tài trợ từ bên Garena về cái việc tôi được 5.000 FC một tháng, nhưng mà cái nào nó thực tế tôi phải nói chứ. Có gì đâu.
Bây giờ nào mà ra kiểu ra icon mới thì chúng ta còn nhiều sự ám ảnh đó các bạn. Đấy, nhìn thấy chưa, nãy giờ mở này có được cái gì đâu. Trời ơi, một đống 89 luôn. Ừ, cái gì I love đô la đấy. Đúng không? I love đô la, cái gì đấy mà mình stream FIFA đấy không? Thì mà nó nắm tiền là nó đâu cần stream đâu. Đúng không? Ừ đúng rồi, I love đô la gì đấy. Đấy, 3 hôm rồi không like. Đấy, nãy hỏi thăm mình đi khám đâu các kiểu. Thấy kiểu quan tâm tí chưa? Nào, tiếp nào. Ôi nhưng mà từ nãy giờ sao chưa được cái con nào nó ra hồn là sao vậy? João Pedro. Online chưa? Thực ra thì đầu tháng anh em hay ủng hộ lắm. Kiểu đầu tháng anh em cũng hay có kiểu lương về. Chết mẹ là câu ơi, từ từ nào. Cái kèo nó đang hơi kiểu đi chiều sâu đang chưa ổn này. A few moments later. Chết mẹ đấy. Mẹ sao đen này được. Úi giời ơi, bị điên rồi. Sao toàn thứ gì này? Tôi mở mẹ cái kèo mà gấp 3 lần kèo tôi mà nó đang có cái tình trạng nó bệt thế này. Hay là nào chúng ta sẽ, nếu mà tôi nhổ răng khôn mà tôi đéo nói được ấy, thì chúng ta sẽ giao tiếp nhau bằng cử hành động nhé. Đấy hay, đúng không? Giao tiếp nhau bằng hành động. What the hell? Đúng không? Các ông yên tâm, các ông phải hiểu là tôi là một thằng rất yêu nghề. Mẹ mình ngày trước tôi, mẹ mình tôi mổ cái gì nhỉ, tôi mổ tôi cắt cái polyp ở trong đại tràng ấy, tôi còn ngồi tôi stream mà mẹ bất chấp các kiểu, mà yêu nghề lắm, các ông yên tâm. Rồi mở. Ôi trời ơi, quay ôn là thủ môn. Sao cái kèo nó cứ làm sao ấy nhở? Vãi cả. Mà trẻ xín. Mở nó chưa ra một cái gì hình thù hết gì luôn ấy. Mẹ mày đi giày đôn đôn cất à. Mẹ mày. Giống giày Ronaldo vậy. 11 PC Pro Max rồi. Ôi ơi, cái kèo này sao nó lại, sao trông nó lại như thế này? Bị điên rồi. Mẹ tí xong mở từ cộng 5 ra cộng 7 ra cộng 5. Trời ơi. Ngài cứu Lionel Messi. Chết mẹ. Từ từ nào mẹ, sao nghe nó có vẻ nó xa khơi thế này được. Ôi, kèo 150 mà tôi mẹ biến hóa thì cái kèo nó như thế nào đây vậy? Các ông biết không, đáng nhẽ tầm này tôi ở trong Nam đấy các ông ạ. Nếu mà không có dịch corona cách đây một tuần là tầm này tôi đang ở trong Nam, tôi đi chơi bạn Huy sân bay đấy các ông ạ. Đấy, đáng nhẽ là tầm này tôi bạn Huy đi ăn uống các kiểu đấy các ông ạ, nhưng mà vì dịch corona nên tôi phải ở Hà Nội, mà vậy Garena book hết vé máy bay với khách sạn rồi, vẫn phải hoãn, sợ rồi. 6.5 hours later. Alo? Alo? Garena nghe rõ trả lời. Tại sao người ta chơi 150 vòng mà người ta không ra một con cầu thủ nào trên 500 triệu như vậy? Từ chối hiểu luôn. Đéo hiểu luôn. Cái anh làm ăn như này là chết rồi ấy. Nào! LH cộng 5! Mở! Số 10 Parejo, chỉ số 95. À, 500 triệu. Ui, được cái con gọi là chỉ số, gọi là một cái kèo đầu tiên được 500 triệu không ạ? Ôi trời ơi. Alo, Garena nghe rõ trả lời. Bây giờ đến lượt 1 tỷ nha anh Garena. Are you ok? Mở. Nào, Arsenal cộng 7 GR số 11 Brazil Lama Vat.
TT hay còn gọi là chút hoặc xuyên sơn là các loài động vật có vú thuộc bộ TT. Chỉ còn một họ sinh tồn, họ Mandie, gồm Bachi, Manip, Paraginus và Smutita. Thế mà cô cũng bảo là sự kiện này là ngon lắm. Ôi trời ơi, mới cộng 740 triệu. Đây, tôi gắp thú bên Hàn nó xịn như thế này mà. Gấu đẹp, à con gấu đầu tiên tôi gắp được bên Hàn luôn. Nó như thế này cơ mà. Đây gắp toàn những cái gì mà tê tê. Nhớ hiểu luôn. Rồi ok, đây cái gói gọi là được chào đón nhất trong ngày hôm nay đây. Rồi chúng ta có thể nhìn thấy được quay 300 lần thì có tận 105 gói 89, 84 gói 90, có nghĩa là tỷ lệ là 3 triệu được 7 tỷ BP, thế là có ngon không? Sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng, rồi bùng lên trong tim ta như một đống lửa. Chào mừng ra quả tươi tỉnh thế. Rồi anh biết là chú cũng một thời oanh tạc là những cái mùa này thì thực sự là chú cũng không có gì nổi bật lắm đâu. Mà mở 10 thực ra chủ yếu toàn là để săn cái gói kia ấy. À, Smaldini. Đấy, thế là chúng ta có kèo gọi là từ tiền tỷ trở lên rồi. Chúng ta sẽ có cái tên Chris Smalling. Rồi cũng được, lượt này cũng được tỷ 3 này, tỷ 7 này, tỷ 8, tỷ 9, gọi là tôi cứ gọi tròn là 2 tỷ đi cũng được nhá. Tiếp nào. Kaka. Vâng, và như thế là thêm được khoảng tầm 1 tỷ rưỡi nữa rồi. Ricardo Tata, Kaka. Thì nào chúng ta sẽ có quả icon mở như này đây. Này nào cứ mở auto áo thụng thịnh nhỉ mà icon nhỉ. Riyad Mahrez 99 500 triệu đấy, ông nhìn thấy chưa? Này từ từ thì bụng tôi nó mới giảm được chứ. Cái ông không chưa xem cái hình mẹ lên công về thở à? Van der Beek này. Từ từ, yên tâm tôi đang giảm rồi. 22 lại Quincy Promet này. À Dumfries. Tiếp này. Số 7. Lucas Perez à? Ổn thế nhỉ? Nhưng mà vẫn chưa được con nào tiền tỷ thêm nhỉ? Xoay nu cu. Nè. May đấy, trận gặp Man U là không có đấy. Trời ơi. 19. Theo Hernandez. Nào nào, làm con tiền tỷ nữa nào. 29. Havertz này, 1 tỷ nữa rồi. Anh em Chelsea chuẩn bị xúc thôi. Nhờ. Anh em Chelsea chuẩn bị xúc. Ừ, gói này khác dưới gói ôn đâu. Ôi, hai vớt mà về Chelsea nữa thì hơi bị căng ấy nhở. Ra. Mở. Ui. Ui. Neymar. 98. 98. Vàng. Vàng. Trời ơi. Tỷ 8. Mở. Ai đây? Ui giời ơi. Có bao nhiêu cái mùa mà sao nó cứ ra 19 UCL vậy? Đéo hiểu kiểu gì luôn. Gói này kiểu đéo gì nhở? Mạch mình bố mày. Bố mày nhìn mày lâu lắm rồi ý nhá. Ôi nón này tối nay. Trưa vừa mới đi khám răng về, chưa muốn đợi nón. Rồi, vàng gói ngon nhất trong buổi trưa hôm nay sẽ ra mở ai TB số 17 Leroy Sané và cộng 8. Con này là chỉ số 84 Leroy Sané, con hàng của Man City. Nhớ là mở Man U ra Man City vậy.